Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 11 năm 2016. Và hôm nay là ngày thứ hai mà mình đang ở trong Home Depot, một cái cửa hàng bán đồ gia dụng, đồ làm vườn rất là nổi tiếng, rất là lớn ở Mỹ. Ngày hôm nay mình đi đến đây là tại vì mình muốn mua một số ít những cái đồ cho chim ăn, thức ăn cho chim để có thể đem những thức ăn đó đem rải cho những con chim mà hoang ở ngoài đường, ở một số những cái siêu thị để giúp đỡ một phần thức ăn cho những cái loài động vật, những loài chim hoang dã đó để có thể thêm thức ăn trong cái mùa đông này. Hy vọng là có thể giúp cho những loài chim đó có một cái cuộc sống một phần là tốt hơn. Hôm nay mình đến Home Depot thì sẵn tiện mình quay video clip này để giới thiệu cho các bạn quá trình mình đi mua đồ, với lại coi Home Depot này có bán những thứ gì luôn nha. Xin mời các bạn cùng đi với mình. Ok, Home Depot thì rất là rộng. Bây giờ thì mình sẽ đến một cái chỗ gọi là Garden Center, trung tâm về đồ làm vườn. Chúng ta sẽ tìm đồ ăn cho chim tại trong cái chỗ này, Garden Center. Ở đây thì có nhiều loại cây rất là đẹp. Nhìn nó giống như là đồ giả vậy đó, nhưng mà thực sự nó là đồ thật, nó là cái cây thật. Cái này rất rẻ, có 10 đồng 3 chậu. Bên này cũng có nữa. Cái này nhìn như đồ giả vậy ha. Garden Center là một cái nhà kính. Và trong này chủ yếu chúng ta thấy tại sao là người ta làm nhà kính đó, là vì ở đây người ta trồng rất là nhiều những loại cây còn tươi sau, còn tươi xanh như thế này, đặt trong những cái chậu để có thể bán được cho người mua hàng. Nếu mà mình không có những cái nhà kính đó, thì có lẽ những cái cây này sống sẽ rất là khó khăn nếu mà bị một cái môi trường nó quá chật chội, nó không có được tốt bằng một cái môi trường nhà kính như thế này. Các bạn thấy đây là có rất nhiều loại cây. Và cái nhà kính này thì nó có một phần nó thông ra với bên ngoài. Ở phần này là chúng ta đi ra bên ngoài rồi. Có những loại cây thì người ta sẽ không để trong cái phần nhà kính, mà người ta sẽ để cho thông ra bên ngoài luôn. Ở đây chúng ta thấy có cây thông. Cái thông là nhỏ, mini, có gắn cái nơ rất là đẹp. Rồi đây thì có cái này là chắc gọi là cẩm chướng hay là hoa cúc gì đó, mình cũng không rõ về hoa cho lắm. Ở đây thì chúng ta thấy có những loại hoa khác. Hoa này là hoa ở bên ngoài, đặt ở bên ngoài trời chứ không phải để bên nhà, trong nhà được. Cái này là 498 cent một chậu, như cái loại này. Còn cái này nhìn giống như là bắp cải vậy đó. Cái này thì 3.98 cent một chậu. Không biết cái này ăn có được hay không, maybe có thể ăn được. Nó nhìn giống như cái lá kheo, cái là một cái loại lá cải xoăn của Mỹ. Cái những cái loại này thì người ta có ghi là phải để 6 tiếng hoặc là nhiều hơn dưới ánh mặt trời. Cái này là cải luôn. Còn cái này là hoa. Rất là nhiều loại cây hoa ở đây. Cái này nhìn giống như là cây hoa hướng dương nhưng mà không phải, nó lại là không phải. Mà cái này là hướng dương, cái này đúng là hoa hướng dương. Còn cái này có lẽ là một loại thông. Cái chậu này là 22.98 cent một chậu. Cái này là 4.98 cent.
rất là rộng. Các bạn nhìn thấy không, cái khu này rất là rộng, từ đây đi trong kia và từ khắp chỗ này rất là rộng. Ở đây thì mình có thấy người ta có bán cái này là giống như thuốc diệt côn trùng vậy đó. Đúng rồi, thuốc diệt côn trùng, có lẽ là vậy. Còn cái này là đất để trồng cỏ, còn cái này là thuốc diệt cỏ, là những cái loại cây dại. Còn bên đây mình thấy có những cái loại chậu rất là nhiều. Lúc nãy thì có một người cô người Mỹ gọi đến, cô hỏi mình là mình đang làm cái gì, hỏi tại sao lại quay video mình chi ở trong cái chỗ này. Mình nói mình muốn quay chia sẻ cho các bạn ở Việt Nam biết. Thì cô nói cô chỉ curious, là cô tò mò muốn hỏi vậy thôi. Thì mình thấy đây có những cái loại chậu rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, có rất là nhiều loại lựa chọn ở đây để cho mình làm. Đây thì mình thấy có hạt giống hoa, tất cả rất là nhiều loại hoa ở đây. Cả một cái bịch có những cái loại hạt cây rất là to trong này, còn tươi. Ok, chúng ta sẽ đi xem thứ khác ha. Cái này có ai làm rớt cái cây này xuống đây thì đặt lên lại. Ở ngoài này là cái nhà kính, nhưng mà mình đã đi ra ngoài cái khu vực ở bên ngoài rồi. Thì ngoài này rất là lạnh, chứ không có ấm như trong kia. Trong kia thì rất là ấm, người ta có bật máy heat, máy nóng, máy tỏa hơi nóng á. Còn ở đây thì ra ngoài trời, vẫn là ở trong Home Depot, nhưng mà ở khu vực này nó không có mái che, không có ở trong cái building, cho nên là không có mái gì ở đây hết, nó rất là lạnh. Hôm nay là tháng mùa đông rồi. Bây giờ để mình xem cái đồ ăn cho chim đang để ở đâu. Ở đây nhiều quá, không biết ở chỗ nào á. Ok, cuối cùng thì cũng tìm ra được cái chỗ để đồ ăn cho chim, là khu vực này. Đây là những cái bịch nhỏ để làm đồ ăn cho chim. Cái loại này thì cho đồ ăn cho sóc, cho thỏ. Đồ ăn cho chim loại nhỏ. Cái này cũng là cho chim, những cái đồ ăn này là dành cho những con chim hoang dã, thì những cái loại chim nhỏ nhỏ. Thì những cái loại hạt này thì nó bao gồm hạt kê, hạt hướng dương và những cái hạt loại nhỏ khác, những loại đồ ăn mà những loài chim rất là thích. Do mình mua đồ ăn cho rất là nhiều chim cho nên mình sẽ kiếm cái loại nào rẻ nhất nhưng mà vẫn là loại ngon để cho những con chim ăn nó vẫn thích. Thì ở đây có cái loại nó 40 pound của cái hãng Wagner's này. Hồi xưa mình có từng mua cái bịch như vậy rồi, đồ ăn cho chim 4 mùa luôn. Người ta ghi attracting your favorite birds since 1894, là họ trộn những cái loại thức ăn khác nhau để họ giúp cho mình. Thường người ta, người Mỹ họ hay mua những cái đồ ăn này là để thu hút những cái loại chim đến cái nhà của họ, trong vườn của họ. Nhưng mà ở đây thì mình không có làm như vậy, mình chỉ muốn là mua về rồi rải cho những con chim nó ăn, cho nó có đồ ăn thôi. Nhưng mà ở đây cái loại này, cái loại 13 đồng 98 cent này cũng đã tương đối rẻ rồi. Nhưng mà dưới đây mình biết là có bán một cái loại khác chỉ 20 pound nhưng mà chỉ có 3 đồng mấy thôi. Bây giờ mình đang kiếm mà sao không thấy. Ở đâu nhỉ? Mình thấy rồi. Ra là nó nằm ở đây. Không phải. Ở đâu nhỉ? Em
mình tìm nãy giờ mà không có thấy cái loại đồ ăn cho chim đó, nên bây giờ chắc phải xem check lại trên mạng coi nó nằm ở đâu. Home Depot Bird Food. Economy. Đây là cái loại mà mình nói. Có vẻ như hôm nay nó tăng giá lên 6.88 rồi. Thì nó cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Ok các bạn, mình định tìm cái loại rẻ khoảng 3 đồng mấy một một bịch 20 pound, nhưng mà khi mình lên internet mình vừa search lại á, thì mình phát hiện ra là cái loại đó người ta không còn bán nữa, thậm chí bây giờ trong tiệm này người ta cũng dẹp, người ta không bán nữa bây giờ. Cho nên mình sẽ đành chấp nhận mình mua cái loại 40 pound nhưng mà khoảng 14 đồng để mua cho những con chim nó ăn, thì kệ nó, miễn là có đồ ăn để cho chim ăn là được rồi. Còn nếu có loại rẻ thì mua, còn có thì thôi cũng sao. Vấn đề là mình thấy mùa đông lạnh rồi mà chim có vẻ như nó cũng ít có đồ ăn, cho nên bây giờ mình sẽ chẳng mua cái bịch 40 pound để cung cấp đồ ăn cho tụi nó. Vậy là trước giờ mình cũng mua cái loại này, nhưng mà tại vì thấy có loại rẻ nên mình đến mình sẵn thì mình mua thôi. Bây giờ mình sẽ lấy. Ok. Rách là cái gì chứ? Phải kiểm tra coi nó có nguyên vẹn không. Mình sợ nếu mà nó rách á, thì đi trên đường nó sẽ bị đổ cái bịch này ra. Ok, bịch này ok. Rồi giờ mình đi tính tiền. Giờ mình đang trên đường đi ra. Wow, ở đây trước cái phần Garden Center thì người ta bán rất là nhiều những cái đồ Giáng sinh. Và lúc này sẵn thì mình cho các bạn xem thử đây người ta bán cái gì luôn. Bán đây là cái gì đây? Đây là con rồng, những cái đồ trang trí. Ở cái này là cái gì? Air plant, có lẽ là cái loại cây này dùng để treo lên, treo trong phòng cho nó đẹp. Đồ trang trí rất là nhiều. Những cái vật mà dùng để bơm hơi trang trí ở trước nhà. Cái thông này 12 đồng 9, 88 cent đang sale, giá gốc là 20 đồng. Cây này cao 10 inch. Wow. Dễ thương không? Cái này là cái túi, cái vớ để bỏ đồ mà nhìn nó dễ thương ghê luôn á. Này là những cái đồ chơi điện tử nhưng mà mình cũng không biết nó quất làm sao luôn, tại hình như họ chưa cắm pin cắm điện vô đây. Ông già Noel nhảy. Còn cái này là
Đây là những cái đồ trang trí. Rất là hấp dẫn. Cái này người ta bán 79 đồng, 80 đồng. Cái con này, con người tuyết. Cái này cây thông, có đè. Bên kia thì có một số loại thông người ta đã để lên sẵn rồi. Rất là đẹp. Cái này là thủy tuyết, là những cái con nai. Ngoài ra thì ở đây mình thấy có loại cây màu đỏ. Cái lá màu đỏ đỏ này là cái loại cây rất là phổ biến trong những cái ngày Christmas, Giáng sinh. 5 đồng 98 cent một cây. Cây nhỏ. Còn cây lớn thì 14 đồng 98 cent. Rất là đẹp. Chắc mai mốt mình sẽ mua cái này để cúng cúng Phật. Rất là to. Nó coi nó cao thì là cao vậy đó. Cao chắc cũng 2 mét á. Đẹp ghê ha. Mình đang đứng đợi để tính tiền. Is this ready? Okay. Do you have a scanner or something? Thank you. Cái này là mình trả tiền bằng cái thôi, mình tự trả tiền. Mình phải đút cái thẻ vô, tại cái thẻ của mình có chip. Lấy cái chip ha. Ok, đi về. Ok, bây giờ thì mình đã lấy xong, mua xong, trả tiền xong rồi. Bây giờ mình ra về. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy click nút like hoặc là subscribe vô cái kênh của mình để theo dõi thường xuyên nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.